Vẫn chạy bình thường em nhé. Để anh tút cái chốt là xoay, nên là nó không xoay thế này, là nó không không bắt một cái gì hết, tút không tút được. Đấy, bây giờ này tháo nó ra. Chốt nó lỏng ở trong này. Xoay cái xoay đóng vào thì vào, nhưng mà lại không tút được ra, không rút được ra cái nấc này, lấy lịch lấy giờ mà xoay nữa, không không lên được cót luôn. Này vẫn chạy tốt đấy, tình trạng nó chỉ thế thôi. Trước thì nó vẫn chạy, không tút được, không tút được ra, xoay cũng không trượt hết, không bắt được, không nhảy, lịch vẫn nhảy bình thường. Đấy, em xem sửa được không. Chạy được, mỗi cái núm này nó xoay tròn, không tút ra không tút vào được. Tí nó bị hỏng hay sao không nhận.